Chị ơi, hồi nãy bạn học viện vẽ tốt có sửa lại câu hỏi đó là slide về bốn bí quyết, thì em nghĩ là nó sẽ nằm ngay sau cái phần tiếp theo của mình đây, cho nên là em sẽ nhờ chị chia sẻ trong cái phần tiếp theo. Chúng ta đã giải quyết xong cái phần là một phần thôi, là làm thế nào đúng không chị, để brand có thể bắt đầu kể những cái câu chuyện chạm đến khách hàng thông qua việc thấu hiểu, tạo ra những cái hành trình chinh phục và hành trình của người hùng. Thì đâu là những cái kỹ thuật chị Hương ơi, những cái kỹ thuật đó chị, những cái cách thức, tức là mình có bốn mục, mình có cách làm, và bây giờ đâu là một kỹ thuật để cho cái câu chuyện hoặc cái thông điệp của mình nó bám dính luôn, nó dính Thì giống như hồi nãy chị Trang Vũ có đặt cái câu là êm á, thì em nghĩ đó cũng là một cái nhóm kỹ thuật. Thì chị có thể nói đúng thêm về kỹ thuật thông qua phân tích luôn cái rồi. case. Em mình nghĩ là em là thông điệp mang tính đặc tính của sản phẩm á. Thì nhờ thu chuyển cho Hương cái slide đến với lại những cái cách để mà truyền tải thông điệp một cách hiệu quả đúng không? Qua cái cách qua câu này xuống dưới nữa. Tức là mình tạo ra Đúng những rồi. cái câu chuyện nó rất là bám dính, nó thực sự là phải bám Đúng rồi. dính và nó rất là gắn kết với khách hàng. À, nếu mà như vậy thì bắt đầu bằng cái cách mà tạo ra câu chuyện trước đúng không? Thì để mà có được câu chuyện mình nghĩ là mình sẽ phải tìm được cái cốt truyện của nó đó, và cốt truyện chính là cái ý tưởng lớn của sản phẩm hoặc là của thương hiệu. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn bốn cái câu hỏi để mình nhanh chóng mình có thể tìm ra được cái ý tưởng lớn để mà kể cái câu chuyện về thương hiệu của mình. Thì ở đây có thể là cái phần câu đầu tiên là mình phải tìm hiểu xem là khách hàng đang nghĩ gì, là các bạn đang nghĩ gì, đang làm gì, đang đang cảm thấy như thế nào, có gì trong cái AIO đó. Thì cái này mình nghĩ cũng là cái câu hỏi vừa rồi mà bạn, hình như nãy là một bạn tên là một bạn vừa gì hỏi hỏi mình về cái cách mà tìm hiểu mà không có ngân sách, mình hiểu ngân sách đó. Thì mình rất thích cái câu hỏi đó, tại vì đúng là mình làm bất cứ cái gì mình cũng phải điều đầu tiên mình phải tìm hiểu cái insight của khách hàng trước hết, và mình phải làm những cái công việc survey rất là nghiêm túc để mà tìm hiểu ra được. Thì và khi mình đã hiểu được khách hàng rồi đó, thì việc của mình là phải là của nhãn hàng nó sẽ phải làm sao để mà đáp ứng được nhu cầu của họ về mặt tính năng và về mặt cảm xúc. Giống như mình nói, mình sẽ cải tiến sản phẩm như thế nào để cho phù hợp với mong muốn của họ, hay là mình sẽ mang tới một cái cảm xúc nào để cho họ cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui khi sử dụng sản phẩm của mình, và quan trọng là mình sẽ làm điều đó như thế nào. Giống như nãy chị Trang có nói là sản phẩm một sẽ rất là êm, nhưng mà trong cái câu chuyện của một á, một luôn luôn kể một cái lý do để tin tưởng là một êm, là vì một có một cái lớp lớp lót 2,5 cm và cái đế được đúc bằng cao su nguyên khối và nó rất nhẹ và nó êm. Luôn 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 trong cái câu chuyện của một một đều đưa ra cái lý do để tin tưởng là cái sản phẩm nó êm như vậy là vì vậy. Và cái giá trị và cái thông điệp chính mà nhãn hàng từng mang tới cho khách hàng là gì? Giống như cái cách mà một mang tới cái thông điệp chính là một đôi cho nguyên ngày, ví dụ vậy. Thì đó là cái cách mà các nhãn hàng đưa ra ý tưởng sản phẩm hay là bất cứ cái ý tưởng nào trong các hoạt động truyền thông của Rồi em thấy cái mình. ý tưởng lớn này sẽ là cái xuyên suốt luôn, và nó sẽ quyết định là bắt đầu xây dựng câu chuyện như thế nào Đúng em rồi, chị. truyền Và cái vì thông điệp. nãy giờ cái nãy giờ cái mà hai chị em mình thảo luận ở đây là vẫn là mình bắt đầu thấu hiểu họ và mình tạo ra những cái câu chuyện nó đúng với cái giai đoạn của khách hàng và để truyền tải được cái ý tưởng lớn đó. Thì nãy giờ nó giống như là behind the scene, là đằng sau hậu trường mình sẽ làm thôi. Bây giờ giống như mình bắt đầu bung ra. Vậy thì khi mà mình bung cái thông điệp đến với khách hàng á, thì mình có những cái kỹ thuật hoặc là cái nghệ thuật gì trong cái việc truyền tải thông điệp không chị? Tại vì đây là cái khúc mình lên kịch bản nè. Mình lên kịch bản Đúng với ý tưởng lớn là gì, nhưng mà sau đó bắt đầu mình bung ra. Thì khi mình đúng bung rồi, ra để mình mình kể tạo cái thông như điệp thế đó chị. Dạ đúng rồi, truyền nào. tải á. Dạ để Thì cho ở trong trong dạ. trong slide sau cũng có để bốn cái bí quyết để truyền tải thông điệp. Thì đây là cũng là một cái mô hình mà mọi người sử dụng rất là nhiều luôn. Mô hình này gọi là mô hình AIDA, mà nó viết tắt của chữ attention, interest, và desire và action. Thì các bạn thấy bất kỳ một cái billboard nào ở trên đường phố của mình đó, nó đều bắt đầu bằng cái cách tiếp cận như vậy hết các bạn. Trước hết là họ thu hút sự chú ý của mình bằng một cái headline rất là to, ví dụ như trong đây bạn thấy là như tôm thường xanh, và họ gây kích thích cái sự chú ý của mình bằng cách là giải thích cái như tôm, tại sao như tôm thường xanh nó đứng, có nghĩa là mình sẽ hiên ngang đứng trước giông bão, và để mà sau đó là họ cho mình những cái thông tin
chi tiết hơn về tính năng của sản phẩm hay là về cái tính năng về mặt cảm xúc và về mặt functional, về tính năng của sản phẩm. Và sau đó thì họ call for action, có nghĩa là hãy click vào đây đi, hay là hãy hãy mua đi, hay là hãy hãy chia sẻ đi. Thì cái câu kêu gọi hành động đó, thì đó là một cái kỹ thuật rất là kinh điển mà ngành sáng tạo họ hay sử dụng. Thì đây là cái kỹ thuật đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn, kỹ thuật hai đa. Còn kỹ thuật thứ kỹ thuật thứ hai nữa thì là cái cách mà người ta thu hút các bạn, có những cái nội dung mà người ta rất là lôi cuốn của thông điệp, người ta thu hút sự chú ý của bạn. Thì thường á là những cái nội dung đó nó kích thích cái cảm xúc của mình. Thì thường là mọi người á, Hương không biết, nhưng mà sinh viên của Hương cứ nói tới tình yêu, tới sắc là mắt các bạn sáng rỡ lên. Thì đó là Hương nghĩ là một trong những cái đề tài mà rất là lôi cuốn của thông điệp, về nói về tình yêu, nói về những cái thứ rất là hài hước, hay là nói về nỗi sợ hãi và cái sự tội lỗi. Thì ở đây các bạn có thể thấy là một, họ đang làm rất là tốt cái việc này. Thì đó là một trong những cái cách thứ hai mà mình có thể truyền tải một thông điệp tốt. Và cái cách thứ ba nữa là cái kỹ thuật phút đại thông điệp. Các bạn thực ra đến phút đại thông điệp là chỉ là cái cách mà mình dùng các biện pháp tu từ để làm cho cái câu văn, câu chữ và cái nội dung của mình nó phong phú và nó hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Thì một trong những cái cách mà quảng cáo xài nhiều nhất luôn là tương phản, và giống như nãy các bạn thấy của cái cách mà Beatrice nói, không cầu kỳ nhưng mà ngon, không có thể không hoàn hảo nhưng mà nó đáng đáng tự hào. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là một cá nói nè, một ngày cá tháng tư thật thà, đó nghe cái một độ tương phản và nó rất là làm cho mọi người chú ý đó. Hoặc là một cái cách khác nữa là những cái so sánh hơn, hay là những cái câu như các bạn thấy là triumph và hơn thế nữa, hay là càng như là càng khó khăn càng kiên cường, những cái câu mà thương hiệu hay sử dụng bằng nội dung so sánh đó. Thì ở đây các bạn cũng thấy là một đang nói là nhận nhiều hơn một đôi giày, có nghĩa là những cái so sánh hơn, hay là những cái so sánh ứng dụng đó. Nói chung là mọi người sẽ sử dụng cái cách tu từ nhiều để mà làm cho thông điệp của mình nó hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Và có một cái kỹ thuật thứ tư nữa, thứ tư nữa là cái bí quyết bằng cách là những cái hiệu ứng làm lay động giác quan các bạn. Thì các bạn xem thì trong cái TVC, cả hai cái TVC mà Beatrice làm á, họ ghi rõ rất là những cái tiếng âm thanh từng bước chân, hay là tiếng tiếng ho, tiếng sặc của sặc khói, hay là cái tiếng chửi thề ở trên đường phố, hay tiếng rao. Những cái tiếng đó nó rất là đời thường và nó làm cho nó rất là gợi nhớ. Thì đó là một trong những cái hiệu ứng mà mình có thể dùng để mà mình đưa vào cái câu chuyện và mình chuyển cái thông điệp cho nó, cho nó lôi cuốn hơn. Và đây các bạn sẽ thấy Tùng họ ghi là họ dùng những cái hiệu ứng lay động rất cao, theo kiểu như là mình có năm giác quan đúng không, nóng lạnh rồi đây này, ở đây Tùng có dùng là nếu bạn có thể chịu giá rét, Tùng bắt và không Tùng bắt là ba tam tuế tam hữu gì đó nè, thì là những người bạn chịu rét, chịu lạnh và vẫn luôn mọc thẳng, xanh tốt quanh năm. Thì đó là cái hình thức mà ứng dụng, và nó rất là cũng mang tính tương phản nữa để kể một câu chuyện về thương hiệu. Thì đó là các tip mà mình có thể sử dụng khi mà mình viết chuyện về storytelling và về câu chuyện về thương hiệu. Vậy là mình đang đi qua về bốn cái kỹ thuật đúng không chị? Thì em nghĩ là thực ra giống như là mình mới đang giới thiệu thôi về bốn cái kỹ thuật này. Và chị Hương cũng có chia sẻ và giải thích một chút xíu, nhưng mà sẽ chưa có thực sự là chuyên sâu. Em đang nghĩ là trong buổi hôm nay thì đầu tiên là mình chia sẻ với cả nhà về bốn cái kỹ thuật này. Và sau đó là mình sẽ có những cái buổi trò chuyện chuyên sâu hơn để chúng ta sẽ phân tích nhiều hơn về bốn cái kỹ thuật này. Nhưng mà đúng là khi mà chị nói về những cái kỹ thuật truyền tải thông điệp á, thì tương phản là kỹ thuật dùng nhiều nhất trong storytelling luôn. Hầu như là bắt buộc luôn, để tạo nên một cái câu chuyện thu hút thì bắt buộc phải có yếu tố tương phản. Nói chung là đã có nhân vật chính, chính diện là phải có phản diện trong đó xuất hiện rồi. Để làm cho mọi thứ bị phá vỡ thế cân bằng, và mình sẽ bị thu hút vào cái điều đó, và mình sẽ băn khoăn làm sao để nó có thể là cân bằng và có giải pháp, đúng không?
Em nghĩ ở cái phần này á, chắc là mọi người sẽ cần nhiều hơn. Nếu mà ngay bây giờ các anh chị có những câu hỏi nào liên quan về các kỹ thuật để truyền tải thông điệp gọi là kết dính thì chúng ta có thể gõ vào trong phần chat nha cả nhà. Trong phạm vi chương trình này thì chúng ta sẽ trả lời một câu hỏi của khán giả và sau đó Thu sẽ chọn một câu hỏi mà mọi người đã gửi về và Thu cũng chia sẻ lại nha cả nhà là tất cả những câu hỏi mà các anh chị đăng ký trước đó thì Thu đã tổng hợp lại và Thu đã làm việc với chuyên gia là chị Hương và Thu cũng làm việc với chị Vân cho buổi ngày mai và ba người cũng đã ngồi lại với nhau để thảo luận và tạo ra những câu trả lời và Thu đã tổng hợp và thiết kế thành một ebook và ebook những câu hỏi và câu trả lời thường gặp đó sẽ được gửi lại cho cả nhà sau buổi ngày mai để chúng ta có thể tham khảo. Thu sẽ mời một câu hỏi của khán giả bây giờ luôn nhé. Thu mời bạn học viện Vệ Túc. Mời bạn. Dạ. Dạ các chị nghe được em không ạ? Có em. Nghe rồi đây em. Dạ. Em chào chị Thu, em chào chị Hương. Chào Có mọi em. người. Dạ, câu hỏi của em là dạo gần đây thì em thấy có một số thương hiệu hay là một số quán ăn á nổi tiếng lên nhờ cái việc là chửi thì cái đó có phải là một cái cách mới để mà mọi người biết tới mình vì mình khác biệt thì em không biết là cái lợi và cái hại của cái cách đó như thế nào, mà thực ra là những cái quán ăn chửi như vậy nó lại rất nổi tiếng, người ta truyền miệng nhau rất là nhanh. Rồi có một cái sự kiện gì đó mà lạ lùng, đó giờ không ai làm, bán mà chửi khách thì người ta truyền miệng nhau rất là nhanh. Dạ, em xin hết câu hỏi ạ. Cảm ơn câu hỏi của học viện vẽ tốt nha. Rồi chị ơi chủ đề về chuỗi chị chắc lát cho mô hình ai ai đa Nó là ai đa nó là ai đa và nó thu hút sự chú ý của mọi người bằng một cái đề tài nó mang tính tranh cãi và mình là thật ra là ngày xưa mình cũng gia đình mình rất là sáng chủ nhật nào cũng đi ăn phở gọi là phở chửi Nguyễn Du, nhưng mà thật ra là mình nghĩ là nó là câu chuyện của hình mình hay dùng một sự khác biệt giữa bản chất và nội dung, không phải bản chất nội dung mà bản chất và như mình quên cái từ đó có nghĩa là có những người người ta chửi nhưng mà thật ra trong tâm họ rất tốt. À, không có chữ nha. Thật ra là nếu mình bạn 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 đi xem mình đã là những cái người khách hàng như vậy và thực ra là vì họ họ chửi nhân viên nó thành một cái thói quen và có thể là cái giọng nói của bạn quá to thôi, nhưng thật ra thì mình vẫn nghĩ là nếu mà nhân viên của họ vẫn có thể làm việc được với cổ thì ở đâu đó cổ vẫn có một cái điều gì đó mà làm giữ là họ lại được. Và đúng là mình nếu mà ở vai trò là người khách hàng á mà mình bị nghe cái tiếng chửi như vậy thì đúng là rất là khó chịu, nhưng mà hãy nhìn ở một cái góc thái độ khác, nếu mà sản phẩm của họ thật sự rất là ngon và cái người ta nói có tài có tật và cái mình thông cảm ở cái hướng là nếu mà họ quá stress trong cái việc là để chuẩn bị cho mình một tô phở ngon mà mình phải họ phải thể hiện ra cái câu nói không hay đó thì nếu mà có thể thông cảm được ở hướng đó thì mình cũng ok, nhưng mà mình không nghĩ là đó là một cái cách mà để truyền thông tốt. Mình chưa hiểu rõ lắm cái ý của học viện Vệ Túc là mình có nên là làm thương hiệu theo kiểu gây tranh cãi và theo cái hướng mà negative như vậy hay không. Em nghĩ thực ra đó cũng là một cái cách, nói chung là đều là get attention, thu hút sự chú ý Đúng gì rồi. ha. Nhưng mà nói nôm na là về lâu về dài không? Về lâu về dài thì cái thông điệp cốt lõi mình muốn trao gửi cho khách hàng của mình là gì đúng không chị? Tại vì rõ ràng sẽ cần nhiều hơn một cái chữ là get attention. Em Đúng nghĩ rồi. là sẽ Và cần nhiều cuối cùng hơn. nó phải tốt, sản phẩm nó phải thật sự ngon. Đúng rồi. Vì nếu không thì người ta cũng chỉ đến một lần nếu họ tò mò xong rồi họ lại đi thôi. Đúng rồi. Cái cốt lõi ở đây là vẫn là thương hiệu được tạo ra để giải quyết cái vấn đề gì của khách hàng hoặc là nhu cầu gì đúng không ạ? Thực sự nó phải là một cái value service và nó tạo ra một cái value story, một cái câu chuyện về giá trị. Nói chung là cũng sẽ đến ăn đúng không chị? Còn đến ăn bao nhiêu lần rồi tính sau thì sao?
Nhưng mình không biết là chửi khách hàng hay là chỉ chửi cái đổng lên như vậy thôi, không biết là Em nghĩ xu chắc hướng. là sẽ có nhiều tình tiết chửi trong đó. Okay. Chị ơi, bây giờ có một cái câu hỏi thú Dạ. vị hơn và em sẽ ending cái phần tương tác của hai chị em mình bằng một cái Ok. câu hỏi này nha. Là làm thế nào để kể một câu chuyện ấn tượng hơn đối thủ? Câu chuyện nãy nãy chị có kể câu chuyện về chị trên cà phê, chị ấn tượng hơn đối thủ có câu chuyện và vì vậy chị khác hẳn với lại chị Thảo. Nhưng thật ra nếu mà các bạn quan sát ở trên trên thị trường về những cái cuộc chiến giữa các thương hiệu với nhau, mà các một trong những cái cuộc chiến kinh điển nhất là các bạn có thể thấy được là những cái thông điệp của Ovaltine và Milo, khi mà Milo luôn luôn hướng tới là mẹ muốn con trở thành nhà vô địch, thì Ovaltine các bạn nhớ không, Ovaltine muốn là mẹ không cần con phải thành nhà vô địch, con chỉ cần là làm những công việc con yêu thích và trở thành những cậu bé và cô gái hạnh phúc, đó là điều mẹ muốn nghe. Thì mẹ 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 muốn các con thì đó là những cái việc qua lại và để gây sự chú ý mà thương hiệu lớn họ làm, hay là cái cách mà các bạn thấy G cà phê G G7 ha. Cà phê G7 nói là tại vì lúc đó Nescafe nói là cà phê Việt phải mạnh, cà phê mạnh, cà phê mạnh cho phép cho cà phê Việt cho phải mạnh à, Cho phép thì nói là G7 nói là thực ra thì mạnh thôi chưa đủ mà sống là phải có gu. Thì đó là những cái cách mà đối thủ của bạn hay nhảy vào để mà tranh cãi về mặt quan điểm với thương hiệu để mà lấy được cái sự đồng thuận của khán giả của mình thôi. như vậy là cái điểm cốt lõi ở đây là chị đó là cái ví dụ đúng không? Nhưng mà nếu mà mình Đúng, tạo ra những ví dụ cốt đấy là lõi tôi là hay á, vẫn là phải thấu hiểu đúng không, vẫn phải thấu hiểu khách hàng của họ, thấu hiểu khách vẫn hàng thấu của hiểu. mình đang trả là mình đang kể câu chuyện cho ai, như cái cách mà một đã kể đó thì họ chỉ kể riêng cho những người truy hóc G thôi, cho những người tối giản thôi, còn những người khác thì lại để cho một cái phân khúc khác, để cho một cái thương hiệu khác họ chăm sóc cái đối tượng đó, thì đó Nhưng cũng mà là em một nghĩ ngoài, em đang nghĩ thế này không biết đúng hơn, tức là tất nhiên mình vẫn thấu hiểu khách hàng thông qua là AIO, nhưng mà thấu hiểu rồi, nhưng mà đối thủ của mình rõ ràng họ cũng thấu hiểu đúng không ạ? Thì khi mà chị nói là cà phê Việt cho phái mạnh hoặc là mạnh nhưng mà phải có gu, chính là mình đã tìm ra một cái điểm gì đó thuộc về cái sự thấu hiểu mà đối thủ mình chưa làm, mà mình bắt đầu mình Đúng rồi, ép thêm vô đúng không chị? đúng rồi. Thì lúc đó là để mình chia ra ví dụ như là ngày xưa lúc mà cà phê Việt cho phái mạnh thì là cà phê đó đã bán được rất là 100%, nhưng mà khi mà G7 nó là phải có gu nữa các bạn, các người ta có thể choose được 30% từ từ cái đối tượng thích mạnh, thì phải vừa mạnh mà vừa có gu cơ, thì đó là cái cách. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị Hương. Và cả nhà ơi, mình còn một cái hoạt động game cuối chương trình và mình có quà nha, cho nên mọi người hãy dành thêm khoảng 5 phút được không ạ? Và tôi nghĩ cái phần chia sẻ của chị Hương nó sẽ là mở đầu thôi cho một cái hành trình về Lead by Storytelling, là chúng ta sẽ còn những cái buổi trò chuyện tiếp theo nữa. Và tôi nghĩ là chị Hương cũng đã giúp chúng ta hệ thống hóa lại những cái điều mà mình đã và đang làm, và dưới góc nhìn là hệ thống, và có thêm những cái trải nghiệm rất là thật của chị Hương, một người làm brand ở trong Việt Nam và một số cái brand của bên nước ngoài, thì cho mình thêm những cái góc nhìn mới mẻ. Thì chúng ta sẽ còn tiếp tục trò chuyện với chị Hương nữa. Bây giờ mình sẽ warm up bằng một cái trò chơi cuối buổi nha cả nhà, cho những thành viên đã ở lại đến cuối chương trình. Đây rồi, nhanh tay nhanh mắt cả nhà ơi, hashtag sau có nghĩa là gì? One, chúng ta có thể gõ theo thứ tự là 1 2 3 4 nha cả nhà. One có nghĩa là gì? Rồi mời cả nhà mình sẽ gõ vào trong phần chat nha. Đây là nhà tài trợ và đồng truyền thông, One là một cộng đồng đã giúp đồng truyền thông chương trình này, và Thu rất là muốn gửi lời cảm ơn. Và tất nhiên những ai đang quan tâm về brand communication và marketing thì các bạn nên tham gia cộng đồng để học được nhiều hơn. Chúng ta sẽ chọn ra 3 thành viên trả lời nhanh nhất. Và chắc chắn đáp án của chúng ta là Underground Agency Network, đáp án số 2. Và 3 thành viên có đáp án số 2 nhanh nhất thì chúng ta sẽ nhận được phần quà nằm trong bộ 6 quyển sách chuyên về Brand Communication của Alpha Book. Chúng ta sẽ được tặng ngẫu nhiên một quyển sách. Rồi, Thu thấy bạn đầu tiên là Trần Thanh Vân. Thứ hai là Hà Đặng Thi.
Và bạn số 3 là Bùi Mạnh Cường. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn các bạn đã rất là nhiệt tình và rất là nhanh ở phút cuối. Và như vậy là Thu vừa có buổi trò chuyện với chị Hương cho nội dung về brand communication là truyền thông thương hiệu. Và chúng ta đi về một ngách đó là storytelling in brand communication. Và ngách này nó đã là từ trước đến nay rồi, nhưng mà nó đã có sự dịch chuyển nhiều hơn về cái nội dung gần gũi hơn, thân thiện hơn và thật hơn. Chúng ta sẽ thật hơn trong thời buổi rất là số hóa và từ buổi rất là thay đổi hiện nay. Thì Thu cũng hy vọng là những cái câu hỏi và nội dung thảo luận của Thu và chị Hương sẽ giúp cho cả nhà có thêm những góc nhìn và trải nghiệm mới. Thu rất là cảm ơn chị Hương đã dành thời gian đến đây chia sẻ với các bạn. Và chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp chị Hương trong những cái đợt talk tiếp theo của Lead by Storytelling. Cảm ơn chị Hương rất rất nhiều luôn.